Tôi là họa sĩ Đỗ Minh Tâm. Những cái tranh của tôi lần này trưng bày ở đây thì là theo một cái phong cách trừu tượng. Cái phong cách trừu tượng này nó đi xuyên suốt với tôi từ những cái năm cuối những cái năm 80 và đầu những năm 90. Thì trước kia thì từ cái phong cách xuất phát từ cái phong cách trừu tượng thì trước đây tôi vẽ theo một cái phong cách siêu thực. Sau đấy thì là tôi chuyển dần sang trừu tượng. Thì đấy là nói về một cái bối cảnh như thế. Bởi vì cũng phải nói qua là cái thời những cái năm trước 90 thì Hà Nội ở Việt Nam nó rất là khó khăn, thời kỳ rất là khó khăn thì ai cũng biết rồi. Thì sau bọn tôi là những cái họa sĩ là phải đi thực tế rất nhiều, đi các tỉnh rồi đi chùa chiền rồi nói thực là cái thời kỳ khó khăn đấy thì ngoài vẽ ra thì chúng tôi không biết làm cái gì cả. Và chính cái điều đấy thì lại thúc giục cho chúng tôi là vẽ để quên rất nhiều thứ, tức là nó cũng là thời trẻ mà, cho nên là cũng đam mê đi vào đình chùa rồi thậm chí là xem những cái lên đồng của rất nhiều những cái người mà, và tôi thấy là những cái khung cảnh lên đồng của các cái chùa chiền rồi đình thời kỳ đó, nó rất là khó khăn và nó cũng gợi cho chúng tôi những cái tinh thần nó có lẽ là nó siêu thực hơn và nó gần với cái cuộc sống mà nó khó khăn đấy. Bởi vì càng khó khăn thì cái ước mơ của con người lại càng lớn bấy nhiêu. Và chính cái ước mơ đấy thì có lẽ là nó tạo ra một cái thế giới mà nó không thực nữa, không thực nữa. Bởi vì người ta tránh cái thực thì bằng cái thế giới mà nó siêu thực, tức là cái thế giới không thực. Và từ cái đấy thì nó phát triển ra cái nghệ thuật trừu tượng. Tôi nói đấy, tôi tại sao tôi nói cái thời kỳ nó khó khăn, những cái năm 80-90 ở Việt Nam nó khó khăn và nó gợi, nó giống như thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai và đẻ sinh ra những cái họa sĩ trừu tượng cũng như là siêu thực. Đó, siêu thực thì chắc mọi người cũng biết cả ở châu Âu và thậm chí là ở Mỹ, về sau phát triển ở Mỹ cũng rất nhiều. Thì cái thời kỳ mà Việt Nam sau chiến tranh thì người ta cũng muốn quên cái cuộc chiến tranh nó kéo dài đi. Và cái khi mà kinh tế mở cửa trở lại, gọi là sau cái thời kỳ mở cửa thì rõ ràng là những nghệ sĩ người ta sáng tác tự do hơn và người ta tìm với đúng một cái tinh thần của họ thoải mái hơn. Và chính vì thế nó cũng trùng lập với cái thời kỳ mà sau Thế chiến lần thứ nhất, lần thứ hai ở châu Âu, ở thế giới. Và cái điều đó nó cũng thúc đẩy cái quá trình mà nó gọi là mở cửa mà rực rỡ nhất vào những cái năm 90. Trước kia đầu tiên, tức là những cái năm 80-90 tôi cũng bắt đầu tôi ảnh hưởng của những cái họa sĩ rất là tiêu biểu của trừu tượng. Khi mà chúng tôi đi vào Sài Gòn và cái phố gọi là cái phố Cắt Mét bán sách rất nhiều thì chúng tôi được tiếp xúc với cái nghệ thuật phương Tây. Thì lúc bấy giờ thì chúng tôi cũng tìm hiểu và cũng có sự ảnh hưởng. Nhưng mà một điều ảnh hưởng lớn nhất đấy chính là cái tình cảm của mình ở trong những cái lúc mà thời kỳ khó khăn cũng như là mình trải qua những cái lúc mà mình đi xem những cái buổi hầu đồng, những cái thầy cúng rồi tất cả những thời kỳ. Các bạn thì tưởng tượng những năm 80 thì ở nông thôn Việt Nam nó giống như là thế kỷ 19, 18 nó cũng giống nhau bởi vì người ta rất nghèo. Và chính cái điều đấy nó cũng là một cái rất đẹp, một nét rất đẹp của Việt Nam. Và khi ảnh hưởng cái nghệ thuật phương Tây thì tôi nghĩ rằng nó cái chất liệu Việt Nam đấy nó cũng rất là hay và nó tạo ra một cái điều nó rất hấp dẫn. Bởi vì khi tôi đi vào đình chùa thì tôi cũng ảnh hưởng những cái kinh Phật rồi những cái bùa chú cổ. Đấy thì chính những cái bùa chú cổ đấy rồi kinh Phật nó cũng tạo cho tôi những cái hấp dẫn để tôi tìm các cái mô típ và giống như tranh tôi vẽ bây giờ. Đấy là những cái thời kỳ những cái năm 90 thì nó giao hòa giữa cái mới và cái cũ. Người ta bắt đầu người ta phá đi những cái cũ để người ta xây lại những cái mới. Thì rõ ràng là nó có một cái sự chuyển động và tôi dùng các cái mô típ để tôi muốn diễn giải lại cái sự thay đổi mà của giữa cái mà quá khứ và cái hiện tại của lúc bấy giờ.